Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nanny Official của mình nha. Hôm nay mẹ mình đi chợ mua được một trái xoài keo, nặng quá trời nặng luôn, một ký mấy, gần 2 kg luôn các bạn. Đó, thấy hai cái tay mình ôm mà không hết cái xoài luôn á. Bây giờ mình sẽ đi gọt xoài và xử em nó thôi chứ nhìn, ta nói ứa nước miếng quá trời luôn. Lúc đầu mẹ mình mua về để trong bịch ni lông á, mình nhìn sơ qua mình tưởng trái đu đủ không à. Ai về mẹ mình nói đó là trái xoài chứ không phải đu đủ đâu con. Gọt xoài đừng để xoài thâm, chọn bạn đừng để bạn đâm lại mình. Trái xoài là trái xoài keo, sống thì đừng có đeo theo chồng người. Mình mời các bạn một miếng xoài cùng ăn với mình nha. Ôi là la, tiếp theo mình sẽ ăn món gì đây ta? Đó là mì vịt tiềm nè. Kế bên là một chén nước sốt, chấm rất là phê luôn á nha, phê chữ ê kéo dài luôn. Một tô của mình có giá là 40.000 thôi nhưng mà quá trời thịt luôn nè. Trời ơi, ta nói lấy miếng thịt chấm với nước sốt ăn với miếng mì là bá cháy bồ chét luôn. Mời các bạn thêm một miếng thịt vịt nữa nè, ăn thêm một miếng mì nữa. Anh ơi, ngon tét cái đách luôn. Trời wow. Tiếp theo mình sẽ ăn thêm món gì nữa đây ta? Đó là hủ tiếu dê nè. Đây là tô của mẹ mình nha. Mẹ mình cho tùm lum tá lả rau vô. Mình thì không có biết ăn rau, quay thì không có đẹp nên sẽ quay tô của mẹ mình nha. Đó, đây là một phần thập cẩm nè các bạn. Mẹ mình thì muốn ăn thịt với tim nhưng mà người ta hết rồi á, người ta chỉ còn thập cẩm thôi. Còn mình thì ăn hủ tiếu dai nha. Tô của mình cũng quá trời quá đất đồ ăn luôn nè. Nhưng mà mình không có thích ăn dai các bạn à. Nếu các bạn muốn mình quay về chủ đề gì, hãy comment bên dưới cho mình biết ý kiến với nha. Nếu mà ý kiến nào được nhiều người like nhất thì mình sẽ xem xét nè. Các bạn thích thì nhấn nút like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.